Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Việt, hiện đang làm giám sát dịch vụ tại dự án Giới Văn Phú Victoria. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc quý vị một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Từ khi là nhân viên của công ty cổ phần khai thác và quản lý tòa nhà BMC, với bản thân tôi là một sự tự hào khi được trải nghiệm trong một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được học hỏi rất nhiều tích lũy, thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài việc nâng cao về vấn đề giao tiếp, còn rèn luyện thêm về tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mặc dù trong lúc làm việc gặp nhiều khó khăn, áp lực từ các nhà thầu, tính chất công việc, giờ giấc, hay những khi có những sự kiện, hội nghị được sự hỗ trợ từ ban quản lý tòa nhà điều động các vị trí, nhưng đó cũng là cơ hội để tôi có thể khẳng định được năng lực của bản thân. Thông qua các lớp đào tạo của công ty tổ chức như lớp học quy trình quản lý làm sạch, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, tôi đã học hỏi được thêm những kỹ năng cần thiết để có thể xử lý những tình huống tương tự. Tôi mong muốn sang một năm mới, công ty sẽ xem xét tổ chức thêm các lớp học đào tạo kỹ năng về nhiều lĩnh vực để mọi người có thể nâng cao thêm kinh nghiệm cho bản thân. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giao lưu giữa các tòa nhà để mọi người có cơ hội làm quen, trao đổi công việc, nâng cao tinh thần đoàn kết của các nhân viên trong công ty. Tôi xin chúc công ty BMC ngày càng lớn mạnh, phát triển, có được thêm nhiều dự án mới, vươn xa hơn đến các nước khác. Xin chúc toàn thể các anh chị em trong công ty sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc.